Nhà đất Bảo Hoàng xin được gửi lời chào đến quý anh chị khách hàng, quý anh chị các nhà đầu tư cùng như tất cả mọi người đang xem video trên kênh YouTube Nhà đất Bảo Hoàng. Kênh nhận mua bán ký gửi, nhận giới thiệu nhà đất tại khu vực Hồ Chí Minh, Thủ Đức và Bình Dương. Vâng, thưa quý vị, hiện tại thì tại thị trường bất động sản khu vực Bình Dương, Thuận An, Dị An với những phường trong khu vực thì Bảo Hoàng đang có rất nhiều những sản phẩm là nhà phố, biệt thự, đất ở với những vị trí rất là đẹp, trục đường lớn, gần chợ, gần đường lớn, gần trường. Vị trí đẹp, diện tích lớn và đặc biệt với những mức giá rất là phải chăng. Vì vậy quý vị khách hàng đang có nhu cầu mua để ở, mua đầu tư thì hãy gọi cho Bảo Hoàng theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để đến tham quan khảo sát những sản phẩm đến từ kênh. Và cùng trở lại với một sản phẩm trong buổi chiều hôm nay, Bảo Hoàng xin được chia sẻ đến cho quý vị một căn nhà trọ trên một trục đường rất là lớn, trục đường ngang 8m, hành lang mỗi bên là 2m, với hệ thống cơ sở hạ tầng rất là ok, gần chợ, gần trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3, gần ngã tư 550, thuộc phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Vâng, và đây là trục đường căn nhà chúng ta di chuyển ra đường DT743 ngã tư 550, chỉ cách ngã tư 550 khoảng tầm 400m, 3 đến 400m thưa quý vị. Và đây là trục đường di chuyển ra chợ, chỉ cách chợ khoảng tầm 100 đến 150m. Còn đây là trục đường về lại với căn nhà của chúng ta. Và nơi đây thì quý vị chúng ta đang được xem qua màn hình với những tiện ích cần thiết đi kèm như là tiệm thuốc tây, chợ, siêu thị mini, hay là tiệm spa, tiệm tóc, tiệm làm tóc hay là tạp hóa, chợ, rồi những mặt hàng kinh doanh khác trên trục đường này rất là nhiều. Đường rộng, an ninh và những tiện ích đi kèm rất là nhiều, đầy đủ cho chúng ta có một cuộc sống tiện ích, tiện nghi. Và người ta có thể thấy được trục đường rất là rộng với 2-3 chiếc xe cỡ lớn có thể thoải mái di chuyển qua lại trên trục đường này. Và bây giờ thì Bảo Hoàng xin được dẫn mọi người cùng về lại với căn nhà của mình. Ngoài ra thì vị trí nơi đây của căn nhà chúng ta thì cũng rất là gần với những trung tâm trục đường lớn như là trung tâm thương mại Vincom Plaza Dị An, trục đường DT743 ngã tư 550, hay là tỉnh lộ DT743 nối liền với thành phố Dị An, thành phố Thuận An, ngã tư cầu Ông Bố, quốc lộ 13. Và cũng rất là gần với quận Thủ Đức, phường Bình Chiểu, phường Linh Xuân, hay là khu hành chính Dị An, rất là gần. Vâng, thưa quý vị, đây là căn nhà một trệt một lầu với 8 phòng trọ ở phía dưới, và ở phía trên thì thiết kế một trệt một lầu, 2 phòng ngủ, phòng bếp ở phía dưới thì mặt tiền. Hiện tại thì đang cho thuê cho một công ty thuê mặt tiền ở phía dưới với chiều ngang 5m và chiều dài là 30m, tổng diện tích là 150m2, phun thổ cư 100%, với hướng nhà là hướng nam, phù hợp với quý vị khách hàng theo mệnh phong thủy là đông tứ trạch. Và mức giá dành cho sản phẩm này thưa quý vị chỉ có 4 tỷ 200 triệu đồng, chúng ta đã sở hữu một căn nhà với diện tích lớn 150m2, với một dãy phòng trọ 8 phòng ở phía dưới, và phía trước một căn mặt tiền đang cho thuê, còn ở phía trên thì có 2 phòng ngủ, một phòng bếp rất là rộng, và kế bên là một tiệm thuốc tây cũng như là một cái tiệm tạp hóa lớn ở phía bên, và cả cái mặt tiền kinh doanh spa, tiệm thuốc tây vân vân thưa quý vị, rất là nhiều những cái tiện ích đi kèm trong khu dân cư. Vâng, và bây giờ thì Bảo Hoàng xin được dẫn mọi người chúng ta sẽ ghé vào tham quan.
Vâng, thưa quý vị, đây là một dãy trọ ở phía sau. Và diện tích hành lang này cũng là diện tích thuộc phần đất của căn nhà chúng ta, với chiều ngang là 5m và chiều sâu là 30m. Chiều sâu, chiều dài rất là dài và chiều ngang thì rất là rộng rãi, ngang 5. Và chúng ta có thể sử dụng để kinh doanh cho thuê phòng trọ với tiền thu nhập hàng tháng ổn định, hoặc chúng ta có thể cải tạo công trình, xây dựng mới công trình, làm nhà ở để phù hợp với nhu cầu của gia đình chúng ta. Vâng, thưa quý vị, một căn nhà với tổng diện tích 150m², ngang 5, dài 30, một trệt một lầu, 8 phòng trọ trên một trục đường rộng 8m, với những tiện ích đi kèm như là trường học, chợ, chỉ các căn nhà chúng ta khoảng tầm 150m đến 200m. Một vị trí tuyệt đẹp gần góc ngã ba ra chợ, cũng như là ra trục đường DT743 là 450. Với mức giá chỉ có 4 tỷ 200 triệu đồng, mức giá này có thể nói là rất là rẻ, rất là mềm cùng phân khúc trong thị trường, thì đây sẽ là một sản phẩm giá mềm, giá rẻ để khuyến khích khách hàng có thể mua đầu tư hoặc là mua cho thuê để ở, vân vân. Rất là nhiều những cái công năng tiềm năng để chúng ta khai thác được một cái sản phẩm giá mềm như thế này, thưa quý vị. Vâng, và một lần nữa Bảo Hoàng xin cảm ơn quý vị khách hàng đã dành thời gian theo dõi video này. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh, nút thông báo hình quả chuông để xem lại video này. Một lần nữa xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào.